Chào các bạn nha, mình là Thu Thủy Trần bên trái cây Quý Mộc. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái quả trái cây, nó cũng đang vào mùa, đó chính là quả bơ. Đây là quả bơ Ba Tư các bạn. Các bạn nhìn thấy cái hình dạng của nó thon dài, cái cuống nó nhỏ, từ từ nó sẽ lớn dần, nó thon dài, nó to dần đều ở đây. Và khi quả bơ các bạn nhìn thấy cái vỏ nó màu xanh và nó hiện lên những cái chấm vàng nhiều ngoài như thế này là quả bơ đó nó béo, nó có độ sáp, nó béo ở trong. Thì quả bơ Ba Tư thì cái vỏ nó mỏng, cái cơm nó vàng béo và cái hột rất là nhỏ. Đây là mình vừa mới cắt một quả bơ đây để mình đưa cho các bạn xem đây. Đây các bạn nhìn thấy cái hột nó rất là nhỏ đây đó. Còn ở phần tất cả ngoài là toàn là thịt bơ, các bạn nhìn thấy thịt bơ dày nhiều mà cái hạt rất là nhỏ đây này. Đây một quả mình cắt làm đôi đây các bạn đó. Thì quả bơ này thì nó chứa rất là nhiều chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể như là vitamin A, vitamin E, các cái chất axit béo, rồi các cái chất như là kali, natri, sắt, rồi các cái carbohydrate và một số rất là nhiều những cái chất chống oxy hóa như là zeaxanthin rồi lutein. Thì ăn quả bơ thì nó giúp cho chúng ta tăng cường sức sinh lực cho cơ thể và nó đồng thời nó giúp chúng ta sáng mắt. Rồi giúp cho chúng ta có cái mái tóc bóng mượt và không làn da coi như là căng mịn, chống chống lão hóa và chống nếp nhăn rất là hiệu quả. Và bên cạnh đó thì cái chất kali ở trong quả bơ nó cũng giúp cho chúng ta ngăn ngừa những mảng bám hình thành ở trong cholesterol, trong ngăn ngừa những cái sự hình thành của cholesterol xấu trong cơ thể hay là những mảng bám ở trong cơ thể, giúp chúng ta có một trái tim chắc khỏe, một trái tim khỏe, rồi giúp cho chúng ta có một sinh lực rất là dồi dào, rồi tiêu hóa tốt. Nói chung là quả ăn quả bơ rất là tốt cho sức khỏe và quả bơ là một cái gọi là siêu thực phẩm về chống lão hóa rất là tốt nha các bạn. Chúng ta nên thường xuyên bổ sung quả bơ vào trong thực phẩm, trong khẩu phần dinh dưỡng của chúng ta ha. Mùa bơ đang tới rồi nha các bạn, mình cảm ơn các bạn nha, chào tạm biệt các bạn nha.